Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình vừa mới vào game, vừa nhận nốt được 20 mảnh của cái khẩu lục này. Thì khẩu lục này theo dịch theo tiếng Anh của nó là Glock Mobile Team. À, Mobile Team. Thế sao đặt tên là Mobile Team à? Mobile Team là cái gì? À, cung đằng sau à? Ngồi đây đã cay. Đấy đi, nhảy xuống. Ê, cung đi, cung đi, cung đi. Ui trời ơi, chết chưa. Cái tội bắn ông à, còn một tí máu này. Khẩu này có hai chức năng, đó là một chức năng bắn thường và một chức năng bắn đạn chùm. Bắn đạn chùm thì mỗi lần bắn thì mất 3 viên. Thì mình theo mình thấy thì kể cả bắn đạn thường hoặc là bắn đạn chùm thì nó cũng như nhau. Đây rồi, tuyệt vời. Thì nó cũng như nhau, đam nó vẫn yếu như thường. Đam chỉ có mấy chục mười mấy thôi. Bắn thường thì tầm 11, 12, cao là 15. Còn bắn đạn chùm thì cao chắc tầm 25, 26, tầm 27 là càng bẹt thì. Có mấy em từ từ để đi bóc lốp đã. À, có thằng cung chạy nhanh còn kịp, chạy nhanh để em con thằng cung ăn mình. Đây mày quá vậy anh chị con này. Úi giời ơi. Chứ gì đã hồi sinh ở ngay đằng sau rồi. Đây, để xem mình bắn đạn chùm cho xem nhá. Đấy, một phát 25. Ấy, toàn 23 cả 25 thôi. Không thể chơi được khẩu này. Nó đâu? Úi giời móc đằng sau. Anh em muốn ghép được cái khẩu này thì hãy đăng nhập vào game trong 3 ngày. Hãy đăng nhập vào game 3 ngày liên tiếp đi. Thì mỗi ngày nó sẽ cho 20 mảnh ghép một khẩu này. Đủ 60 mảnh ghép, có nghĩa là 3 ngày đấy. Đăng nhập 3 ngày, nhận 60 mảnh ghép thì các bạn sẽ ghép được cái khẩu này vĩnh viễn và rước nó về hành khựa thôi. Mình nói thế thôi chứ khẩu này chỉ để trang trí cho đẹp thôi. Nhưng mà nó cũng không phải là vô dụng. Thỉnh thoảng các bạn mời mấy anh em vào xong ngồi mấy anh em toán gầm khẩu này. Đấy, bắn đạn chùm nó cũng chỉ có mười mấy. Vãi cả thánh thần ơi. Móc rồi không? Rồi móc, anh đã móc thành công. Và cái em cung kia. Cái em cung kia, con cung thở hơi này. Chạy đi đâu? Tại sao lại như thế nhở? Cùng một độ xa, cùng một tốc độ bắn, cùng một người bắn mà tại sao mỗi lần bắn là mất cứ 10 năm và 20 mấy? Tại sao lại đam lại khác nhau như thế? Thỉnh thoảng các bạn lôi cái khẩu này ra, mời anh em bạn bè chơi. Mình kiểu chơi để chôn nhau đi thì rất là vui. Ui giời ơi, giật hết cả mình. Tưởng mình không ăn được nó nữa thì thôi. Có con vừa hồ xịn. Vừa hồ xịn. Còn, ui giời. Hay lắm. Bắn vào đầu mất 50 tiết các bạn ạ. Bắn vào đầu mất 50 tiết. Tuyệt vời chưa? Súng bắn vào đầu mất 50 tiết. À, cung. Ui giời ơi, cung. Nó đã gương sẵn ra rồi. Cái thế không biết. Là ta sẽ trả thù mày, đừng có bắn tạo đâu. Tổ của tao nhớ mày đấy, cái con đời ngươi này. Úi, làm gì đấy. Thì bắn khẩu này bắn chức năng thường rất là nhanh. Cái tốc độ bắn đấy không phải nói luôn. Nhưng mà đam nó yếu quá, không thể chơi được. Ôi quỷ thần ơi, giật quá. Ôi trời ơi. Phí ơi là phí, một quả quá ngon ăn mà lại. Ôi trời ơi, sao lại như thế nhở. Nào mày vào đây, tao cho mày chưa quả sau cắt thôi. Hết thời gian rồi. Ok, thôi mình xin dừng ở đây vào đây. Các bạn thấy hay thì like và subscribe để ủng hộ mình làm thêm những kênh tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những kênh tiếp theo. Bye bye, xin chào. Ok, nhớ đăng nhập 3 ngày để rước khẩu này về thành vĩnh viễn ngay mà. Ôi, cái thằng đầu đất kia, cả team chơi vào súng cù mà mày chơi cái súng kia. Mày thấy mày thằng mày chưa, thằng đầu bò răng bựa này.